ơi, em là Rush Bell, đã mua vé rồi. Ok em, vào đi em yêu. Ok. Cái bộ bình thường mới đã đổi sang kimono rồi. Sai. Gì cơ? Kimono là thế cái này, cái này là gì? Hán phục à? Ok. Hán phục à? Ok. Xin mời bạn lên sân khấu trình diễn ạ.